Xin chào anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại anh chị trong cái video review lại thị trường trong cái phiên sau cái phiên giao dịch tuần vừa rồi. Nhìn chung cái tuần giao dịch vừa rồi chúng ta chứng kiến một cái thị trường gần như là thị trường của chúng ta gần như là đi ngang. Đúng không ạ? Sau một cái phiên bị bán mạnh ngày thứ sáu tuần trước ngày 27 tháng 9 thì thị trường đã hồi phục lại sau đó và gần như là đi ngang sau 3 phiên giao dịch cuối tuần. Thì thị trường đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có gì nhiều chưa có nhiều thay đổi về mặt xu hướng so với thời gian trước và vẫn đang nằm đang đang đi trong một cái vùng giá sideways từ tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại trong cái vùng giá này. Và cái khối lượng giao dịch của tuần vừa rồi cũng tiếp tục có dấu hiệu suy giảm so với trung bình của 20 phiên, cho thấy phần nào dòng tiền vẫn đang khá là thận trọng ở thời điểm này. Mặc dù thị trường có biến động cũng không khá khá không không nhiều trong cái tuần vừa rồi, tuy nhiên thì một vài nhóm ngành hay một vài cổ phiếu đã có những diễn biến nó tiêu cực hơn ở cái phiên giao dịch trong tuần trước. Ví dụ như nhóm cổ phiếu về ngành ngân hàng thì chúng ta thấy là những cổ phiếu như STB để vỡ cái vùng giá quanh 27 này và sau đó giảm khá mạnh. Hay là công thương cũng thế, công thương cũng là một cây phiên mà để vỡ cái vùng này sau vùng hỗ trợ này, sau đó là giảm khối lượng cũng lớn hơn trung bình của 20 phiên. Hay một vài cổ phiếu khác như VIP, chúng ta nhìn thấy cái tín hiệu nó tiêu cực hơn ở chỗ này, vỡ vùng giá này, vỡ vùng tích lũy trước đấy. Hay là Vietcombank, anh chúng ta thấy rằng cũng bị những cái về sát những cái vùng này cũng quan trọng, khối lượng hai phiên bán gần đây cũng có dấu hiệu gia tăng. Thì nhìn chung nhóm banh đang có dấu phát đi dấu hiệu nó tiêu cực hơn trong tuần vừa rồi. Bên cạnh đó thì nhóm ngành chứng khoán cũng thế, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là SSI đã không giữ được cái vùng giá này, cái vùng mà trước đó cũng khá là quan trọng quanh vùng 40, cổ phiếu đây để vỡ vùng giá này, khối lượng giao dịch có gia tăng. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn tổng thể so với các phiên trước thì nó thực sự không phải là quá lớn ở phiếu này. Tuy nhiên thì với cái diễn biến giá trong ngắn hạn như này thì cổ phiếu SSI hay nói riêng hay là nhóm ngân hàng nhóm chứng khoán nói chung thì chắc sẽ vẫn phải cần thêm thời gian để cái nhóm cổ phiếu này có thể trở lại cái nhịp tăng mới. Ta thấy VCI cũng tương tự, VCI cũng tương tự như là SSI khi mà để vỡ cái vùng giá này, nó tương đương như là đó chính nó cũng là cái đường trung bình động 50 phiên nên một xanh dương này, khối lượng giao dịch cũng có gia tăng mặc dù nó không 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 to tăng nhiều so với các phiên trước đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy rằng một cái áp lực bán nó xuất hiện trong cái phiên thứ sáu tuần vừa rồi. Hay là HCM cũng có những cái phiên bán mà khối lượng có sự gia tăng của khối lượng. SHS đó. Nhóm ngân hàng thì và nhóm chứng khoán trong tuần vừa rồi cũng đã phát đi những tín hiệu nó tích cực hơn, mặc dù thị trường chung cũng biến động trong một cái biên độ nó không 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 phải là quá quá lớn. Tuy nhiên thì hai cái nhóm chính là nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán đều phát đi những cái tín hiệu nó tiêu cực hơn. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy rằng là cái nhóm cổ phiếu phân bón như Đạm Phá Phú Mỹ này, Đạm Cà Mau này, LAS hay là BFC duy trì cái tín hiệu rất là tích cực trong tuần vừa rồi. Hay là nhóm cổ phiếu dầu khí, chúng ta có gas, PVD, PVS, NBSR cũng có những tín hiệu khá là tích cực trong cái tuần vừa rồi. Nhóm ngành cổ phiếu thép cũng vẫn tiếp tục duy trì được cái đà tăng trong tuần vừa rồi, mặc dù là nó không thực sự lớn, tuy nhiên thì các cổ phiếu trong nhóm này vẫn giữ được cái sắc xanh, mặc dù là thị trường chung của chúng ta có những cái thời điểm bị bán khá mạnh, giảm hơn 10 điểm trong phiên vừa rồi thứ sáu vừa rồi, nhưng mà tuy nhiên thì những cổ phiếu như là Hòa Phát hay là Hoa Sen, chúng ta vẫn thấy cổ phiếu này giữ được cái đà xanh năm kim khá là tích cực trong cái nhóm này, cũng là nhóm khá là tích cực trong tuần vừa rồi. Nhìn chung thì về mặt thị trường thì chúng ta thấy rằng thị trường vẫn chưa có nhiều cái động lực để có thể tăng mạnh trong trong thời gian tới. Khối lượng giao dịch thì vẫn đang duy trì ở mức khá là thấp và chưa chưa hề có sự cải thiện trở lại. Thông tin tuần vừa rồi cũng thông tin về GDP quý 3 thì cũng đã ra,
và thị trường cũng không phản ứng một cách khá là bình thản đối với thông tin đó. Và một phần cũng do là cái nhà đầu tư đã biết trước cái thông tin về việc GDP quý 3 này nó sẽ xấu. Thế nên là cái phản ứng của nhà đầu tư trên thị trường nó cũng không quá là tiêu cực theo cái chiều hướng của cái thông tin GDP quý 3. Thì bắt đầu từ tuần tuần tới thì dần dần một vài cái doanh nghiệp họ sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3, và nhiều khả năng kết quả kinh doanh quý 3 các doanh nghiệp trên sàn cũng sẽ có cái chiều hướng là tiêu cực. Do đó thì chúng ta cũng dễ hiểu khi mà thị trường đang đang khá là lưỡng lự, đang khá là sideways, giao dịch trong biên độ rất là hẹp, để chúng ta chờ những cái đó, những thông tin nó tiêu cực hơn từ cái kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp. Do đó thì tuần tới nhiều khả năng thị trường cũng sẽ vẫn tiếp tục giao dịch trong một cái biên độ đi ngang thôi, cũng chưa có cái gì nó quá là khác biệt ở giai đoạn này, trừ trường hợp là những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, nếu mà trong tuần tới nhóm này mà tiếp tục giảm điểm một cách nó mạnh mẽ hơn thì điều này sẽ ảnh hưởng khá là tiêu cực cho thị trường. Nên tuần tới anh chị cần quan sát thêm cái diễn biến ở nhóm ngân hàng để chúng ta xác định xem cái xu hướng sắp tới của thị trường nó sẽ đi như thế nào. Thị trường hiện tại thì chúng ta chỉ nhìn thấy có ba cái nhóm như Linh vừa trao đổi. Thứ nhất là nhóm về dầu khí, nhóm phân bón, hay là nhóm về thép, là những nhóm mà còn duy trì được cái thị trường tích cực. Do đó thì cái mức độ phân hóa của thị trường ở thời điểm này nó càng ngày nó càng 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 chặt, và cái việc lựa chọn cổ phiếu để giao dịch ở thời điểm này nó dần dần nó cái cơ hội xuất hiện nó sẽ ít dần đi. Do đó thì chúng ta cần phải gọi là đưa ra những cái tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu nó chặt chẽ hơn ở thời điểm này, để tránh việc chúng ta tham gia những cổ phiếu nó kém chất lượng ở thời điểm này. Để hỗ trợ anh chị trong cái việc lựa chọn cổ phiếu trong phiên giao dịch tuần tới thì Linh sẽ xin phép được đưa ra những cái nhóm ngành hay những cổ phiếu mà theo cá nhân Linh hay là dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật thì nó đang có dấu hiệu tích cực, và nhiều khả năng trong tuần tới nó sẽ tiếp tục phát huy được cái hiệu tích cực đó. Và anh chị có thể theo dõi những cổ phiếu này và cân nhắc những cái điểm mua để có thể mua vào nếu tuần tới nó xác nhận cái tín hiệu tăng giá trở lại. Thì đầu tiên chắc vẫn phải kể đến là nhóm ngành cổ phiếu thép thôi, như Hòa Phát chẳng hạn. Như Hòa Phát thì chúng ta vẫn vẫn còn những điểm mua thôi, vì dù nhìn chung cổ phiếu này cũng chưa tăng giá quá nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc mua vào Hòa Phát quanh cái vùng giá 52 trên 2 52 đến 53 gì đó chẳng hạn, thì vẫn là một cái vùng giá mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để giải ngân cổ phiếu này cho một cái kỳ vọng cổ phiếu vượt cái vùng đỉnh năm 55 56 này, để hướng tới những cái vùng giá từ sáu quay 60 đến 65. Thì đây là một cái cổ phiếu mà cũng đang tích cực, là một cái. Thứ hai là nó có một cái điểm mua đủ tốt để chúng ta mua vào để quản trị cái rủi ro, bởi vì chúng ta mua vùng giá này thì những cái vùng sau để chúng ta quản trị rủi ro của chúng ta nó sẽ khá là chặt, ví dụ đâu đó quanh vùng 51 chẳng hạn, thì nó cũng không phải là một cái khoảng tầm 3 4% đâu. Nó rất ok để chúng ta có thể mua vào thời điểm này, khối lượng giao dịch gần đây cũng cải thiện khá là tốt. Hoa Sen thì chúng ta thấy nó tín hiệu của nó cũng không được tích cực bằng khi mà những cái phiên giảm điểm này, những cái phiên này khối lượng giao dịch cũng khá là lớn, và 4 phiên hồi phục gần đây khối lượng giao dịch nó đang khá là nhỏ đó. Do đó thì Hoa Sen thì chúng ta vẫn sẽ có hai kịch bản chính. Một là chúng ta sẽ chờ phiếu điều chỉnh trở lại quanh cái vùng giá này này 45 gì đó, 44 đến 45 là chúng ta sẽ có thể cân nhắc được phiếu này rồi, 44 đến 45 trong cái phiên sắp tới. Hoặc tích cực hơn, nếu cổ phiếu mà vượt qua 48 đấy này, chúng ta có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mua vượt 48 đấy này, chúng ta phải cần chờ một cái cây nến vượt này, nó rất là mạnh, cái thân nến nó như cái phải nói phải như cái thân nến này này, và khối lượng giao dịch nó phải tăng mạnh trở lại, nó phải tầm khoảng 20 triệu trên 20 triệu thì nó mới thực sự là đáng tin cậy cho cái phiên breakout của 18 này đó. Thì đó là hai cái bản giao dịch cho cổ phiếu Hoa Sen trong trong tuần tới chỉ có thể cân nhắc. Một nhóm mà Linh có kiểm tra tín hiệu trong tuần vừa rồi cũng khá là tích cực, đó là nhóm cổ phiếu ngành điện, cụ thể là NT2.
Cái thứ hai chúng ta nhìn thấy rằng là sau khi một cổ phiếu đã tạo được một cái vùng 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 không không từ đó đã tạo được một vùng đáy quanh vùng giá này, sau đó vẫn tăng trở lại, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đang giao dịch ở cái vùng giá hỗ trợ rất là quan trọng của cổ phiếu. Trước đó là vùng kháng cự đây, vùng 20.5 này, chị để ý vùng 20.5, trước đó nó là vùng kháng cự đây, và giờ đang rơi cái vùng này. Cái cây nến này, cây nến mà tăng giá ở trong phiên chia cổ tức bằng cổ phiếu của TN2 với cái mức chia 1.000 đồng bằng tiền, khối lượng giao dịch rất là lớn ở phiên này. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể chờ những cái tín hiệu tích cực hơn ở cổ phiếu TN2 này. Chúng ta đang thấy rằng có hai cái cây nến đây. Nếu chị nhìn thấy rõ, chúng ta sẽ thấy là có hai cây nến đây. Hai cây nến điều chỉnh về lại cái vùng 20 chấm quanh quanh 20.4 20.5 khi mà chạm cái vùng 21. Thân nến ở cây nến này nó khá là lớn, khoảng 1%. Tuy nhiên thì sang cái phiên ngày thì thân nến chúng ta cần làm như là về đóng cửa phản chiếu, tức là thân nến nó nhỏ dần. Chúng ta nhìn thấy có những hai cây nến này đều có cái dớp bấc ở dưới, bấc nến ở dưới, cho thấy rằng cái lực cầu nó đang có cái lực cầu hỗ trợ ở vùng giá 20.4 20.5 này để đẩy cái giá cổ phiếu tăng trở lại. Đó là những cái tín hiệu cho chúng ta thấy rằng là có cái sự tranh chấp giữa bên mua và bên bán tại cái vùng giá 20.5, 20.4, 20.5 này rồi. Và chúng ta sẽ chỉ cần chờ một cái phiên xác nhận tăng trở lại vùng giá này. Xác nhận tăng trở lại tức là nó là một cái nến tăng giá, thân nến càng càng lớn càng tốt và có khối lượng trở lại, thì anh chị có thể cân nhắc mua vào cái hướng này. Thì cái giá mục tiêu của chúng ta nó sẽ nằm ở quanh vùng giá 22.5, thì đó là cái vùng giá mục tiêu của cổ phiếu này. Thì đây là một cái cơ hội cũng khá là ổn trong tuần tới, anh chị cần phải cân nhắc. Bởi vì sao? Vì là khi chúng ta mua ở vùng giá này thì cái rủi ro nếu nó vỡ ở vùng 20.5, chúng ta cắt lỗ ấy, nó sẽ khá là cái rủi ro nó khá là thấp. Trong khi đó chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng lên ở mức giá 22.5, tức là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng khoảng tầm 1,5 đến 2 giá ở cổ phiếu này. Nó cũng là cũng là một cái lựa chọn nó khá sáng ở thời điểm hiện tại. Hay là cổ phiếu Pau. Pau này chúng ta cũng thấy rằng hai cái phiên gần đây cổ phiếu đã có tạo một cái nền giá quanh giá 1.5 này và bật tăng trở lại trong một cái nến này. Cái nến mà thân nến khá là lớn, tăng 3,8% và khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh. Và hai phiên gần đây chúng ta thấy sau một cái phiên mà cổ phiếu gọi là test cung, khối lượng rất thấp, thì phiên ngày thứ sáu đó một cái nến này đã tăng và ăn trọn toàn bộ, thế là giảm một cái nến ngày trước có khối lượng giao dịch. Do đó đối với cổ phiếu này anh chị có thể cân nhắc trong 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 phiên giao dịch tuần tới. Nếu mà có tín hiệu mà tích cực, một là chúng ta sẽ mua khi mà nó có tín hiệu vượt cái vùng giá 12.5 này, vượt cái vùng này, thì cái giá mục tiêu chúng ta kỳ vọng tới nó sẽ đâu đó sẽ nằm ở vùng giá 14 đấy. Đó là kịch bản thứ nhất nếu tích cực. Cái thứ hai là chúng ta sẽ quan sát cái nhịp điều chỉnh này của cổ phiếu, xem nó có tạo được những cái nền giá quanh cái vùng này không, quanh vùng giá 22 này, quanh dòng giá 12 này, quanh vùng này đó, để chúng ta phải cân nhắc chúng ta mua vào. Thì đây là một cổ phiếu cũng khá là sáng trong trong tuần tới, bởi vì nếu chúng ta mua quanh 12 này vỡ 11.5 ta cắt lỗ thì cái rủi ro của chúng ta nó không thực sự quá lớn đó. Cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu QTP, nhiệt điện Quảng Ninh. Đây, nhiệt điện Quảng Ninh thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã có một cái phiên quay lại được test sau khi chạm vùng 18, đã điều chỉnh ngược trở lại, kiểm tra lại một hỗ trợ rất mạnh cổ phiếu quanh quanh giá 10 quanh giá 16, quanh giá 16 và bật tăng trở lại cái nến này, bật tăng trở lại cái nến này, và hai cái nến gần đây cổ phiếu đang điều chỉnh trở lại để test lại cái vùng giá 16 16.5 này. Sau đó chúng ta có thể chờ một cái tín hiệu xem cổ phiếu nó test cái vùng giá này như thế nào. Nếu có một cây mà tăng giá vượt qua vùng 17 này, thì chúng ta hoàn toàn nên cân nhắc chúng ta mua vào cổ phiếu này được đối với QTP. Và chúng ta cũng phải có một cái sự xác nhận khối lượng giao dịch, tức là nó phải tăng trở lại khá là mạnh mẽ tầm 4 đến 5 triệu, thì đó là một cái tín hiệu được tốt để chúng ta có thể mua vào cổ phiếu này. Chúng ta kỳ vọng ít ngắn hạn sẽ lên vùng giá 18 18.5. Và một vài cổ phiếu khác liên quan đến nhóm về xuất khẩu như là Zin chẳng hạn, chúng ta thấy Zin sau khi mà test lại cái vùng vùng này thì cổ phiếu đã có cái phản ứng giá khá tốt. Tuy nhiên thì ở thời điểm này thì cũng khá khó để chúng ta có thể có điểm mua cho cổ phiếu này, do nó khá là gần cái đỉnh này rồi. Do đó chúng ta sẽ chờ cái việc sắp tới xem nó có test, nó có lên đại vùng này
sau đó cổ phiếu nó quay nó test lại cho vùng dưới này không để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào đó, hay là Phú Tài cũng thế, Phú Tài cũng đã test khá là thành công vùng giá này và vượt đỉnh, chúng ta sẽ chờ cái diễn biến tiếp theo của cổ phiếu này trong thời gian tới như nào chúng ta cân nhắc. Hay là VCS, VCS gần đây thì cũng cũng quay lại sau khi chạm cho 30 không không vượt được thì nó quay lại test cái vùng giá quanh 125 này rồi, chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá ở vùng này quanh xem như thế nào và chúng ta sẽ chờ một cái nến xác nhận tăng trở lại thành vùng giá này để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào. Thì trên đây là ba cái nhóm cổ phiếu mà có những khả năng sẽ có tín hiệu tích cực trong tuần tới, anh chị có thể cân nhắc những cổ phiếu mà Linh vừa 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 review, ví dụ như là nhóm cổ phiếu ngành thép, chúng ta có Hòa Phát này, rồi Hoa Sen, rồi Nam Kim, và ngành điện chúng ta có NT2, ta có Pau hay là QTP, và ngành xuất khẩu chúng ta có Zin, ta có Phú Tài và chúng ta có VCS. Thì đó là những cổ phiếu mà Linh thấy rằng là cái tín hiệu kỹ thuật của nó đang khá là tích cực, anh chị có thể cân nhắc trong tuần tới. Còn các nhóm cổ phiếu khác như là phân bón hay là dầu khí thì rõ ràng cái thời điểm này không còn cái thời điểm tốt để chúng ta mua vào nữa rồi, mà chúng ta phải chờ những cái tín hiệu được trình từ nhóm này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào, do đấy gần như các cổ phiếu đã đều chạm khá gần cái vùng kháng cự ngắn hạn rồi, cho nên cái dư địa tăng giá của nó sẽ không còn nhiều nữa. Bên cạnh đó ngành bảo hiểm thì chúng ta thấy có BVH là cổ phiếu cũng đang có một tín hiệu nó khá là tích cực trong phiên gần đây. Chúng ta thấy rằng BVH sau khi mà có những cái nến tăng giá này thì cổ phiếu đang giao dịch gần như quanh vùng giá 58. Chúng ta sẽ chờ một tín hiệu nó có cái xác nhận ở đây, tức là bằng một cái nến tăng giá trở lại vùng giá này, thì hoàn toàn có thể cân nhắc mua vào cho nhóm bảo hiểm, trong đó có là BVH là một phiếu khá sáng và chúng ta phải phải quan sát được khối lượng nó sẽ tăng phải tăng trở lại cơ. Và cái giá mục tiêu của chúng ta đâu đó nó sẽ nằm ở vùng 64. Vùng giá kỳ vọng chúng ta nằm xuống vùng này. Đó thì đó là một cơ hội cũng khá khá ok ở nhóm cổ phiếu bảo hiểm, anh chị có thể cân nhắc trong tuần tới. Rồi, Linh đã vừa chia sẻ với anh chị các nhóm cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tích cực và có thể kỳ vọng là nhóm cổ phiếu đó tiếp tục duy trì cái tín hiệu tích cực trong tuần tới để chúng ta có thể tìm những cái điểm mua vào ngắn hạn đối với nhóm này. Anh chị có thể cân nhắc những gợi ý trên để chúng ta chủ động hơn trong việc giao dịch. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong các video sắp tới. Cảm ơn anh chị.